Chào mừng các bạn đến với bản tin cuối ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024 của Tuyển Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Wan-Bissaka trên đường rời MU. Hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka đang tiến gần hơn tới việc chia tay Man United để gia nhập West Ham sau khi các bên đồng ý sơ bộ các điều khoản chính. Báo chí Anh cho biết, Quỷ đỏ thành Manchester đang muốn đẩy nhanh tiến độ vụ chuyển nhượng Wan-Bissaka sang đội bóng thành London nhằm mở rộng cánh cửa cho mộ Nusay Mahrawi từ Bayern Munich. Được biết, nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thì thương vụ Wan-Bissaka gia nhập West Ham sẽ được hoàn tất trong ít ngày tới. Bởi hơn lúc nào hết, MU đang rất muốn Wan-Bissaka rời Old Trafford để đón Mahrawi. Trong khi MU muốn đẩy nhanh Wan-Bissaka, thì West Ham còn bận giải quyết hợp đồng với trung vệ Jean-Claire Todibo của Nice. Một khi Todibo được giải quyết xong, họ sẽ tăng tốc vụ Wan-Bissaka. Trang Goal.com bình luận về vụ chuyển nhượng này. Cổ động viên MU xem Mahrawi chính là bản nâng cấp của Wan-Bissaka, người đã thi đấu bất ổn, lại dính chấn thương liên miên. Và đánh giá rất cao hậu vệ phải từng là học trò huấn luyện viên Erik ten Hag tại Ajax trước đây. Về phần mình, việc tuyển dụng một hậu vệ phải là bắt buộc khi Ben Johnson ra đi và Thilo Kehrer cũng sẽ bị bán đi từ nay đến hết phiên chợ hè 2024. Sau khi bán Mason Greenwood, Donny van der Beek, Willy Kambola và Alvaro Fernandez trong mùa hè này, MU đã thu về được hơn 50 triệu bảng. Giờ đây, họ tiếp tục thanh lý Wan-Bissaka gấp. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Wan-Bissaka hoàn toàn đủ điều kiện để góp mặt trong đường xuất phát của West Ham ở trận đấu mở màn Premier League 2024-2025 gặp Aston Villa vào cuối tuần tới. FIFA vinh danh huyền thoại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá thế giới vinh danh một huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Mới đây, fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã thu hút sự chú ý của truyền thông và đông đảo người hâm mộ khi đăng tải hình ảnh của một huyền thoại bóng đá Việt Nam. Đó là cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. FIFA đăng tải kèm theo dòng trạng thái: nhân ngày 8 tháng 8, nhìn lại những khoảnh khắc không thể nào quên của huyền thoại Nguyễn Hồng Sơn. Trong phần lớn sự nghiệp, tranh tiền vệ tài hoa của đội tuyển Việt Nam và thể công gắn liền với chiếc áo số 8. Với các bạn, đâu là kiếp đáng nhớ nhất về Sơn công chúa? Thực tế, người hâm mộ bóng đá có lẽ không còn xa lạ với huyền thoại lừng danh của bóng đá Việt Nam, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Sở dĩ anh đã gắn liền với một lứa cầu thủ được coi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong những năm 1990, môn tiền vệ tài hoa với phẩm chất kỹ thuật vô cùng xuất sắc. Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Hồng Sơn từng thi đấu cho câu lạc bộ thể công và là thành viên chủ chốt của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm liền. Phía dưới phần bình luận, FIFA cũng đề cập đến loạt thành tích khủng của cựu danh thủ Hồng Sơn. Cụ thể, trong áo đội tuyển quốc gia, anh từng đoạt huy chương bạc Tiger Cup, nay là AFF Cup, năm 1998, huy chương bạc SEA Games 1995-1999. Trong áo câu lạc bộ thể công, Hồng Sơn đã cùng đội bóng đăng quang ở giải vô địch Việt Nam, nay là V-League 1, vào các năm 1990-1998, siêu cúp bóng đá Việt Nam năm 1998, cùng Á quân cúp quốc gia năm 1992. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến loạt giải thưởng cá nhân của huyền thoại bóng đá Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn. Đó là các danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 1998-2000, của bóng bạc Việt Nam 1999, của bóng đồng Việt Nam 1996. Ngoài ra còn danh hiệu vua phá lưới giải các đội mạnh toàn quốc năm 1990, cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8 năm 1999, vận động viên tiêu biểu toàn quốc 1998-1999, huân chương lao động hạng ba 1999. Và cũng phải kể đến thành tích về nhì cuộc thi biểu diễn kỹ thuật thế giới năm 2001, nơi có sự góp mặt của hàng loạt siêu sao như David Beckham, Roy George, Rivaldo, Roberto Carlos, Juan Verón, Rui Costa, Marquez, Hazem Ema, Solano. Pep bất bình với Arsenal, MU. Trên X, thuyền trưởng Man City đã đề cập đến tình hình chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Trước thêm cuộc đại chiến với MU tại chung kết FA Community Shield, huấn luyện viên Pep Guardiola đã có buổi họp báo để trả lời truyền thông về tình hình nhân sự, cũng như cách ông và các học trò trả lại món nợ hồi tháng 5. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thuyền trưởng The Citizen cũng gây chú ý khi được hỏi về tình hình chuyển nhượng của Man United và Arsenal. Hai đội bóng nói trên đã chi tiêu một cách ồ ạt trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Nhờ đó, họ có cho mình sự cải thiện đáng kể về mặt đội hình. Nhưng theo Pep, động thái từ cả hai đối thủ đều không nhận về sự chú ý. Trong khi đó, Man City luôn bị đưa vào diện tình nghi mỗi khi chiêu mộ những cầu thủ đắt giá. Cụ thể, ông nói: đã nhiều năm rồi, cả Man United và Arsenal đều chi tiêu mạnh tay như thế. Nhiều năm rồi đấy, nhưng đó chả phải là thông tin gì đáng chú ý. Mọi thứ chỉ thực sự bị thổi bùng lên nếu Man City xài tiền. Tân vương Olympic ở lại Barca. Sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành huy chương vàng Olympic 2024, hậu vệ Eric Garcia cho biết anh sẽ không rời Barca trong mùa hè này. Eric Garcia là thành phần chủ chốt của U23 Tây Ban Nha vô địch Olympic 2024. Đêm qua, hậu vệ 23 tuổi đã cùng đồng đội đánh bại Pháp 5-3 sau 120 phút ở trận chung kết. Sau chiến thắng này,
Garcia đã làm rõ tương lai của anh ở Barca. Garcia cho biết anh sẽ trở lại Barcelona tập luyện sau 2 ngày nữa và không rời đội bóng xứ Catalan ở kỳ chủ nhượng hè này. Hợp đồng của Garcia vẫn còn 2 năm và anh vẫn nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Hansi Flick. Garcia nói: "Vào chủ nhật này, tôi sẽ trở lại Barca tập luyện. Tôi rất háo hức được tập luyện với huấn luyện viên mới Hansi Flick. Tôi rất vui vì những tin nhắn mà chúng tôi đã được trao đổi trước đó." Bên cạnh đó, Garcia hy vọng sẽ sớm được sát cánh cùng tài năng trẻ Pau Cubarsí ở Barca. Garcia và Cubarsí là cặp trung vệ chính của U23 Tây Ban Nha tại Olympic Paris. Bộ đôi này đã chơi rất ăn ý, góp công vào tấm huy chương vàng lịch sử cho La Roja. Barca hiện tại đang có 8 trung vệ tập luyện trước mùa giải mới. Nhưng Mikel Faye và Clement Lenglet dự kiến sẽ rời câu lạc bộ trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng. Trong khi đó, Andreas Christensen có thể được Felix để lên đá tiền vệ phòng ngự, còn Jude Koundé đã hậu vệ cánh phải, giống như ở đội tuyển Pháp tại Euro 2024. Sau mùa giải xuất sắc ở Girona theo dạng cho mượn, Garcia tự tin sẽ là một phần quan trọng của Barca ở mùa giải mới. Mùa trước, trung vệ này đã đóng góp 5 bàn thắng giúp Girona giành vé dự Champions League. Sông Lam Nghệ An chốt ngoại binh mới. Theo đó, trước thềm V-League 2024-2025, đội bóng xứ Nghệ Sông Lam Nghệ An đã tiến hành thử việc và kết đồng với tiền đạo Benjamin Kuku, người Nigeria. Sau khi mùa bóng 2023-2024 khép lại, đội bóng xứ Nghệ đã rà soát lại đội hình và tiến hành chia tay một số cầu thủ. Về mặt ngoại binh, họ chỉ giữ lại duy nhất chân sút Michael Olaha. Bởi vậy, trong thời gian qua, phía Sông Lam Nghệ An đã rất tích cực tìm kiếm nhằm bổ sung thêm hai ngoại binh để sẵn sàng bước vào thi đấu ở V-League 2024-2025. Và theo thông tin mới nhất, Sông Lam Nghệ An đã kết đồng với Benjamin Kuku. Chân sút này sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m89 và từng có thời gian chơi bóng ở Romania hay gần nhất là Israel. Ở mùa giải 2023-2024, thi đấu cho Hapoel Kfar Saba, anh ra sân 24 trận trên mọi đấu trường, ghi được 6 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trong suốt sự nghiệp, tiền đạo này đã ghi được 61 bàn thắng sau 299 trận. Với sự xuất hiện của Benjamin Kuku, hàng tấn công của Sông Lam Nghệ An được kỳ vọng sẽ chơi hiệu quả hơn ở mùa giải 2024-2025. Ở mùa bóng vừa qua, nếu không có sự choi sáng của Olaha khi ghi tới 13 bàn thắng ở V-League 2023-2024, thì chưa chắc đội bóng chủ sân Vinh đã có thể trụ hạng thành công. Theo tìm hiểu, trong thời gian tới, Sông Lam Nghệ An sẽ tìm kiếm và bổ sung một ngoại binh đá hậu vệ, qua đó hoàn tất danh sách 3 ngoại binh trước khi bước vào mùa giải mới. Theo một nước Đông Nam Á giành huy chương Olympic, nhà vô địch thế giới Maximilian Mayder đã mang về huy chương đầu tiên cho Singapore tại Thế vận hội Paris 2024. Anh có được tấm huy chương đồng ở nội dung diều nam môn đua thuyền buồm vào ngày 9 tháng 8 tại bến cảng Marseille. Huy chương vàng thuộc về Valentin Montus từ Áo, trong khi Tony Vodicek của Slovenia giành huy chương bạc. Thành tinh của chàng trai 17 tuổi, người trở thành vận động viên giành huy chương Olympic trẻ nhất Singapore, đến đúng lúc quốc gia đang kỷ niệm ngày quốc khánh lần thứ 59. Thủ tướng Lawrence Wong đã lên Facebook để chúc mừng vận động viên này, ngay sau khi tham dự lễ diễu hành quốc khánh tại Pandang. "Chúc mừng Mark với huy chương đồng trong môn lướt ván diều. Cảm ơn bạn vì món quà sinh nhật tuyệt đẹp dành cho Singapore. Chúc đội tuyển Singapore mọi điều tốt đẹp nhất trong các sự kiện thể thao còn lại", ông nói. Trong khi đó, Tổng thống Thammam Sanmugaratnam kỳ vọng về sự phát triển và thành tích của Singapore tại Thế vận hội, đặc biệt với thế hệ vận động viên trẻ. "Có một luồng gió mới trong thể thao Singapore. Hãy tưởng tượng, chúng ta đã không có huy chương Olympic nào gần nửa thế kỷ sau huy chương bạc của Tan Ho Liang tại Thế vận hội Rome 1960. Thế nhưng từ năm 2008, Singapore đã có 3 huy chương đồng Olympic, bao gồm Mark, một huy chương bạc và huy chương vàng lịch sử của Joseph Schooling", vị tổng thống nói. Maximilian Mayder dự kiến sẽ nhập ngũ vào tháng 9, nhưng đã được hoãn đến tháng 8 năm 2018 để tập luyện và thi đấu tại Thế vận hội Los Angeles. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!